Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu với các bạn đến cái hộp số lùi chạy xích. Thì trước tiên là xin giới thiệu với các bạn đến cái kích thước của nó. Thì có kích thước chiều ngang là 10 cm, kích thước chiều dài là 15 cm, 14 cm này, và kích thước chiều cao của nó là 10 cm các bạn nhé. Cái hộp số lùi này thì được sử dụng trong cái việc làm xe đạp, xe 3 bánh 4 bánh đấy. Thì ở đây là có cả nhông này, nhông đối với các bạn nào mua thêm nhông thì có cả nhông. Có nhông, có phe cài luôn các bạn nhé. Đây, việc lắp đặt thì rất là dễ, là lắp cái nhông này, các bạn lắp nhông vào đây. Sau đó các bạn lắp phe cài lên và lắp ốc vào là xong thôi. Giống như việc lắp nhông của cái xe máy vậy. Đấy. Đây là nhông 14 răng nhé. Bên mình thì có cả bán cả cái nhông 17 răng nữa, để dành cho các bạn nào thích tăng cái độ khỏe lên thì các bạn lắp nhông to lên. Thì khi các bạn lắp nhông to lên thì nó sẽ khỏe hơn. Mấy cái nhông này thì các bạn có thể mua hoặc xin lại bên hàng xe máy, người ta rất là sẵn. Đấy, cái này vặn chặt vào một tí nữa. Thì cơ bản là nó sẽ như cái hình ảnh này. Đấy. Kéo cái cần lên, các bạn nào thích chỉ cần kéo một chiều thì các bạn mắc cái lò xo, kéo từ đây qua đây để nó luôn luôn theo một cái chiều mong muốn. Còn chiều còn lại thì các bạn dùng cần để các bạn kéo. Đây, đây là chiều ngược chiều này. Đấy, ngược chiều. Thì các bạn là làm cái lò xo, các bạn dằng từ đây về phía này để cho cái hộp số của mình luôn luôn là chiều thuận. Thường thường thì xe máy mình đi thuận nhiều hơn là đi ngược. Đấy, cho nên là mình làm cái lò xo, mình kéo nó về đây thì nó sẽ luôn là tiến như này, và mình chỉ dùng lùi khi mình kéo cái cần này về đây thôi. Này là lùi này. Còn đây là lùi này, đây là tiến này.
Cái này thì nó hoạt động dựa trên cơ chế là nhớt vung té, cho nên các bạn đổ nhớt các bạn chỉ đổ khoảng 1,5 cm ở đáy hộp này thôi. Khi chạy thì nhớt nó sẽ té lên, chứ các bạn đừng đổ ngập, thì đổ ngập nó không tốt. Đấy là về nguyên lý xe hoạt hộp số của nó, thì hộp số là nó cũng như vậy. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Các bạn có thể mua nhông hoặc không mua nhông thì tùy ý. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận những cái sản phẩm mới khi đăng video lên.